Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh tin tức Bitcoin 247. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Với những bạn chưa có tài khoản mua bán giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance với mức phí được giảm 10% trọn đời. Chi tiết xem ở phần mô tả. Và thông tin ngày hôm nay, dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm 40% trong tháng 6. Khối lượng giao dịch tại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã giảm hơn 40% trong tháng 6. Nghiên cứu được thực hiện vào thứ Hai ngày 12 tháng 7 với một cuộc đàn áp ở Trung Quốc và sự biến động thấp hơn trong số các yếu tố làm suy giảm hoạt động. Dữ liệu của nhà nghiên cứu Crypto Compare có trụ sở tại London cho thấy khối lượng giao dịch giao ngay giảm 42,7% xuống 2,7 nghìn tỷ đô la, với khối lượng phái sinh giảm 40,7% xuống 3,2 nghìn tỷ đô la. Crypto Compare cho biết, những sóng gió tiếp tục xảy ra khi Trung Quốc tiếp tục đàn áp hoạt động khai thác Bitcoin do giá tương lai giảm và sự biến động khối lượng giao ngay đều giảm. Bitcoin đã giảm hơn 6% trong tháng trước, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1, khi các nhà chức trách ở Trung Quốc thắt chặt các hạn chế được đưa ra một tháng trước đó đối với giao dịch và khai thác Bitcoin. Đồng tiền này đã giảm 35% trong tháng 5, với mức lỗ bắt nguồn từ các động thái của Bắc Kinh nhằm kiềm chế lĩnh vực đang phát triển rất nhanh. Khối lượng giao dịch tiền điện tử có xu hướng tăng đột biến trong thời kỳ biến động giá cực mạnh. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới là Binance đã phải đối mặt với sự giám sát của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới, vẫn giữ được vị trí là nền tảng lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch giao ngay, Crypto Compare cho biết. Tuy nhiên, khối lượng tại Binance đã giảm 56% trong tháng 6, xuống chỉ còn 668 tỷ đô la.